À, uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Blockstart, xem và về hướng dẫn về Android mình là Việt um, Bài này mình sẽ các bạn là thế nào chúng ta xử lý được hai cái menu item Và việc đầu tiên chúng ta cần đấy là tạo ra các activity, activity để chúng ta thực hiện cái việc tạo đấy à, việc Để bắt cái sự kiện đấy Thì đầu tiên là chúng ta tạo ra hai cái class là about Và một cái nữa là setting Setting này như mình nói thì mình chưa làm gì nhưng mà mình cứ tạo ra đây thôi uh, tạo ra hai cái layout thì các bạn chọn vào new và chọn vào cái android xml file ở đây thì nó có map và layout ở đây luôn thì các bạn có thể gõ là vào chẳng hạn một cái nữa là uhm, đâu nhỉ setting chẳng hạn thì uh, đầu tiên là hai cái tích hai cái thằng này thì mình chỉ muốn ở bài hướng dẫn này mình chỉ đưa hai cái tích view để hiển thị ra đơn giản thôi đã ví dụ như ở đây là vào wow. thằng đó là setting đóng lại đã quay trở lại với hai class chúng ta vừa tạo ra thì bây giờ chúng ta có thực hiện cái việc là activity và chúng ta thực hiện insert cái phương thức on create như này xong đây chúng ta thực hiện cái việc set content view cho thằng này là a chấm layout chấm chấm với lại như này thì đây là xong cái việc thiết lập ờ, chúng ta copy cái phương thức này cho thằng setting này và chúng ta thay đây bằng setting Uh, extend đây nữa thì như thế chúng ta xong cái file setting này và chúng ta đóng lại thằng thằng about này thì đồng thời hiện tại chúng ta đóng lại đã chưa cần thiết thì đấy là xong cái việc đầu tiên thì tiếp đến uh, bây giờ ở chỗ này chúng ta khi các bạn uh, click vào cái about cái menu item about hoặc là cái menu item setting thì chúng ta làm cái gì đấy thì ở đây mình muốn là khi chúng ta ấn vào about thì chúng ta hiện ra cái cái giao diện về thông báo về một cái việc gì đấy ví dụ như là nó thuộc vào cái gì blog uh, block start in xe hạn có setting thực hiện một cái giao diện của setting thì để làm được việc này thì chúng ta cần phải uh, thực hiện hai việc đầu tiên là việc setup ở trong cái android manifest thì ở đây các bạn ấn vào cái cái tag uh, xml ở dưới thì ở đây nó có rất nhiều cái application Permission hay là Android Manifest XML này Thì mình chọn một cái này trước Thì để nó hiển thị ra Thì sau đấy các bạn thấy trong này nó đã có sẵn Một cái là um, uh, Cái main Cái main là Activity Thì ở đây các bạn uh, copy Cái thằng này Uh, copy thằng này xong rồi các bạn ở đây đây mình sẽ thích một tí liên quan những thằng ở đây thì đầu tiên là cái name nên chính là cái tên class mà chúng ta có ở trong cái project thì dụ như đây là about setting chẳng hạn tiếp đến là cái android action này action này thì ngoài cái thằng main ra thì những thằng khác là mình để để uh, mình thay thay đổi cái tên của nó map với cái thằng này để chúng ta khi tạo ra cái intent mới Uh, tiếp đến là Category, Category thì cái Launcher này thì dùng các thằng Main Còn một cái những thằng khác thì dùng Default Thế là cái cách chúng ta sử dụng Thì đầu tiên ví dụ như là chúng ta có Class About uh, Xong rồi cái này thì là Nói chung cái tên này thì các bạn đặt cái gì cũng được nhưng mình muốn đặt cùng tên với những cái thằng mình đã Đặt trong Package thì ví dụ như là đây là About chẳng hạn ví dụ như này Tiếp đến là cái chỗ này thì chúng ta để default như này ở đây các bạn chú ý một tí là ví dụ cái cái tiền tố cái tiền tố ở đây ví dụ như Android Intel Action chẳng hạn Android Intel category thì cái giống giống nhau đây là cái tiền tố Android Intel và khác nhau tiếp theo là cái tag category thì là nó sẽ là category còn một cái action thì nó là action thì đây là cái cái cách mà chúng ta dễ nhớ nhất activity intent filter và đến action và category thì đấy là cái cách mà chúng ta nhớ trong file manifest tiếp đến chúng ta copy thêm một thằng nữa là thằng uh, setting chỗ này chúng ta thay bằng setting và chỗ này cũng là setting như này thì xong phần của thằng thằng uh, thằng manifest này uh, tiếp đến chúng ta quay trở lại với file weather thì đầu tiên chúng ta sẽ làm gì đấy là intent vào chẳng hạn bằng intent content shift o để nó hết lỗi trước thì uh, chúng ta uh, bằng với new ý, bằng với new intent thì nó sẽ có một cái tham số là một cái phương thức khởi tạo là một cái sâu sâu truyền vào thì các bạn sẽ lấy cái gì vào đây thì cái này chúng ta sẽ mép về cái tên của Activity mà chúng ta muốn khởi tạo là cái bên này thì ví dụ như thằng Avao là thằng này thì chúng ta copy cho nó vào đây và cuối cùng chúng ta thực hiện cái việc là Start Activity và tham số truyền vào là Intent thì đây chính là Avao thì là xong cái việc chúng ta xử lý cho thằng Avao này Setup thì chúng ta cũng làm tương tự ở đây là Setting Uh, chỗ này mình thay bằng setting như này uh, các bạn nhớ là khi mà chúng ta có project mà nó mà có cái xuất hiện những cái lỗi như này thì các bạn để làm ấy thì các bạn vào project chọn clean thì lập tức những cái lỗi mà do trình duyệt không nhận ra thì nó sẽ bị được làm sạch thì uh, đấy là cái cách mà chúng ta chúng ta thực hiện cái việc thiết lập cho cái uh, cho cái thằng menu, bây giờ chúng ta chạy thử Thì sau khi quá trình chạy một um, simulator chúng ta có giao diện như này vẫn là một cái blank activity Layout thì chúng ta ấn vào nút menu Thì lúc này xuất hiện hai cái này chúng ta click vào About Us Thì nó sẽ chuyển đến cái Activity About uh, Back quay trở lại, ấn menu, chọn setting thì nó sẽ quay sang setting. thì như thế là chúng ta đã xây dựng thành công hai cái menu item cho cái thằng activity weather này. thì đấy chính là cái quá trình chúng ta thiết lập xây dựng các menu. Ờ, tôi sẽ nói lại các bạn thông qua một tí. đầu tiên là chúng ta tạo file xml menu. xong đấy chúng ta thiết lập trong cái file activity mà chúng ta muốn muốn có cái menu thì hai phương thức on ocean menu và on option item selected này thì cái thằng on create này thì chúng ta tạo ra menu còn cái thằng thứ hai thì xử lý bắt sự kiện. Thì bắt sự kiện này chúng ta sẽ, kết, uh, sẽ, sẽ 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 check cái ID mà chúng ta click vào. Thì mỗi thằng như thế thì tùy thuộc vào việc các bạn muốn làm được việc gì. Thì ở đây thì đơn giản nhất là việc tạo ra các activity mới như tôi đã làm đây thì là about và setting. Uh, hy vọng là các bạn hiểu được cách tạo uh, menu trong Android Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng tiếp theo của Blogstar Xe Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi